Biết bên Triệu nghe không? Alo. Bên chỗ Triệu nghe không? Đông Triệu đâu rồi? Vô được không? Ok, rồi, mời lên. Vô được rồi lên không được đợi chút xíu lên mic kia phải không? Được rồi, không thấy tiếng tâm gì trên, tính cho bà con ngồi thiền hết hay sao đây? Cho bà con ngồi quán xét về cái lộ trình diễn tiến của tư tưởng của mình ha. Quý vị ngồi yên để em thấy cái dòng tư tưởng của mình nó chuyển động như thế nào, quán sát quá, để trong khi chờ đợi điều mình ngồi đó quán tâm. Lên ha. Kame Sakkekame charupe vishikaratate chantalikke vimane vipe rathe chagame taruvanagane gehavatthumbhikhette ummachayantudeva charathalavishame yak Kagam Thapanaya Tittham Pa Sambhikeya Univara Vachanam Sathavome Chunantu Ammatsavanakalo Ayam Paranta Ammatsavanakalo Ayam Paranta Ammatsavanakalo Ayam Padanta Uttaratanapana Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sarana Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Tutiyami Buddham Saranam Gacchami Tutiyami Dhammam Saranam Gacchami Tutiyami Sangham Saranam Gacchami Tathiyambi Adinnādhāna vairāmane sikkhāpadaṁ samādhiyāmi Kāme sumuccācāra vairāmane sikkhāpadaṁ samādhiyāmi
Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Thầy á. Dạ, quý vị nghe không? Alo. Rõ ha. À, chắc của bên Triều, quý vị cũng rất mic rồi, bên Triều bên đó có nghe không? Alo. Bên Triều có nghe không? Bên Đông Triều có nghe không? Alo. Rõ ha, Triều không biết có nghe không, nghe chủ sĩ mà không biết nghe không. Rồi, ok, bây giờ chúng ta vô luôn buổi học ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavaṃ Taṃ Abhivadayami Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi
Sabbatibbano Phagavato Sarvakasangho Sanghanamami Sama Sambuddhamatulang Sasatthammaganuttamang Ativadiyapasissang Patithammasayang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Khai. Hôm nay tiếp tục học lộ trình tâm tiếp tục ha. Giờ trước khi vào bài học chính thức thì Triều post bài lên, mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc để chúng ta nắm lại cái sườn bài cho nó chính xác ha. Rồi, xin mời Triều post bài, mời quý vị nha. Xin chào thầy, xin chào cả lớp, ông cũng xin tặng quà. Atima tang, paritang, ati paritang, cha ti ban cha đò rè, mano đò rè, vi phù ta ma vi phù tang, cha ti cha tha. Visayapavati về Dittapa. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau. Ngang qua năm một, rất lớn, lớn, rất nhỏ và rất nhỏ. Ngang qua ý một, rõ và không rõ. Dittavi thí, lộ trình tâm. Bình chế đò ra quỳ thí, lộ ngũ một. Các thằng, Phúc và Đắc Ti ti pha quần ga quá xề nát khách nát ta dần ê ca chít tắc khá nặng nà mát tà ni pa na sát ta ra sát chít tắc ca nà ni ru pa tham ma na ma yúc. Như thế nào? Một sắc na tâm gồm có ba giai đoạn sanh, trụ và diệt. 17 sắc na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. Thì các chức khá nà tì tà ni hòa ba hú chức tắc khá nà tì tà ni hòa chí tiếp bát tà nề quá bành chà lầm ba nà ni bành chá đò rề à bà thằng à gách chàn tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm một cửa giác quan. Lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiều tập tư tưởng vừa trôi qua. Tasma ya di e kachit takkhana ti takkang rupa rang manang chắc khúc xá a ba thao a gách chá tí ta tô di khách tục hoa hoàng ghề chá lít tề hoa hoa gách sô tăng quá trình viết tòa ta mề quá rù và rầm má năng à quá trình tăng bệnh chá đò ra quá trăng á chích tăng ức bác chích tòa như lúc chá tí ta tổ ta xà nàng ta rằng ta mề quá rù bằng ất sành tăng chắc khu bình nhà hàng sầm bác chích chành tăng sầm bát tích cha na tích tăng san ti ra ya ma na san ti ra na tích tăng quá quá tha tăng tăng quá tha pa na tích tăng cha ti yat tha thắc ca mang u pát tích tòa hiếu cha
tí giờ tâm ý nghĩ. Chào. Buổi ngày theo đế lên ra trong liền giải thích tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và tâm dứt nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng tiếp thọ tâm thâu nhận hình dáng ấy quan sát tâm quan sát hình dáng ấy xác định tâm xác định hình dáng ấy tát tổ phá lần ê xin hả xin chào và trả tập tiếp Tato Bá Răng Ê Cù Ná Tinh Sá Ca Ma Vát Chá Rá Chá Hoàng Chá Quá Nề Chú Văn Kinh Chí Lát Thá Bát Chá Văn Dê Huy Dê Ná Sách Tắc Khá Tu Chá Quá Tí Chá Quá Nà Nú Bá Bàn Thà Ní Chá Đề Ta Đà Ràm Má Ná Bà Cà Ní Giá Thà Ra Hằng Bá Quát Tàn Tí Ta Tồ Bá Răng Ta Hoàng Gá Bà Tồ nà má gô cá răng như vậy Thank you.
Ya vat ta da lam ba nup ba da na. Đến khi đồng sở mất, đến cuối động gốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hậu kiếp và đồng sở duyên, tâm không khởi lên. Xin hai. Hello, xin chào đạo tràng, xin kính chào thầy Kinh, xin chào đạo tràng, mình tên là Mai, mình xin đọc ạ. Bạn chịu post bài giùm mình nha. Rồi, cảm ơn đồng triệu. Gia quá cháu núp bà đà tí. Appa hon ta ti ta căng a pa tha a ga ta a lam ba na pa ri ta na ma ta tha cha wa na pi anupat chi toa da tik kha tu vo tha pa na me wa pa wa ta ti ta to pa ra pha quang ga ga pa to wa hồ tí. Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động tốc tâm khởi lên. Ở đây động tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sát na, xong lại chìm vào hộ kiếp. Gia quá vất tháp núp bà đà Chapana appahonta ti takan apatha agata nirotha sanna ma lambana atiparita nama tattha phawanga cha lana mewa ho ti nathi vi thittupado. Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ, nếu được thâu nhận rất chậm và không thể tồn tại cho đến khi xác định tâm khởi lên. Ở đây, hộ kiếp chỉ rung động, lộ trình tâm không khởi lên. Ít chê quá, chắc khú đòa rề, tá thà, sô tá đòa ra đi xuống trà tí, sát bá thà tí, panh chát đòa rề, tá đà làm tá ná, chá quá ná, vất tháp na mô gà gá hòa rá san kha ta ná chát tun ná hòa rà ná yát thà khá má cá má a làm ba ná phù tà ví xá yát pá quá tí chá tu đà quê đi táp bà. Như vậy đối với nhãn môn, cũng vậy đối với nhĩ môn, vân vân. Tổng cộng tất cả năm môn có bốn sự trình bày của đối tượng tùy theo thứ tự, theo bốn cách được biết là: thứ nhất, chấm dứt ở thập di, tá đa lâm bá ná hòa rá. Thứ hai, tồn tại cho đến tốc hành tâm. Thứ ba, xác định tâm, vót tháp bá ná hòa rá. Thứ tư, không đáng kể, chỉ khiến cho hộ kiếp rung động.
ví chít ta ní sát tê quá chít túc bà đà chát túc đá xá chát túc bành nhà xá ví thà ra bành chá đòa rề giá thà ra há. Có bảy phương cách, bảy chập tư tưởng và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm mẫu hoặc. Thứ nhất Avacchana, thứ hai Panchavinyana, thứ ba Sampatichana, thứ tư Santirana, thứ năm Vottapana, thứ sáu Chawana. Mẫu hoặc bảy chập đóng ngoặc và bảy Tadalambana. Bảy chập này trở thành 14 nếu tính riêng bảy chá quá ná và hai chập tá đa lâm bá ná. Tính với đầy đủ chi tiết có 54 tâm dục giới vì trường hợp xuyên qua năm môn. A giá mét thá pành chá đòa rề vít thi chít tắc phá quá tí nà dồ ná dồ. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh xuyên qua năm môn. Dạ, xin cảm ơn đạo hữu Đồng Triệu. Dạ, con chào thầy Kinh. Con xin nhường mic lại cho bạn kế tiếp ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn lời, cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Cảm ơn Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Atimahan tằng mahan tằng parit tằng atiparit tằng cha ti bành cha đòa rề mano đòa rề quy phù tama quy phù tằng cha ti cha thà quy sa giáp ba quát ti huệ đi táp bà. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau: ngang qua năm môn, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ, ngang qua ý môn, rõ và không rõ. Chitta quỳ tít, lộ trình tâm. Bành cha đòa ra quỳ tít, lộ ngũ môn. Ca tằng, úp bà đát, thi tít phá hoành, gá qua xề na khăn nát, ta dằng. Ê ca chít tắc khá năng nà mắc tà ni ba na sa ta ra sa chít tắc khá nà ni rù ba thầm mà na mà yú. Như thế nào? Một sát na tâm gồm có 3 giai đoạn sanh, trú và diệt. 17 sát na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. Ê ca chít tắc khá nà tì nà tì hòa ba hu chít kha na ti na ni wa thi tip bát ta nề qua bành cha làm ba na ni bành cha đòa rề à bà thằng à gách tràn tị. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn cửa giác quan. Lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua, tas mà ya di e ka chit kha nà tí ta càng rù bà rằm ma nằng. Chắc khút xa à bà thằng à gách cha tí. Ta tổ đích kha tùng phá hoàn ghề cha ly tề phá hoàn gá sổ tàng vốc chình đít tòa. Ta mề qua rù bà rằm ma nằng à quách chèn tàng. Bành cha đòa rà quách cha na chít tàng. Úp ba chít tòa ni rút cha tí. Ta tổ ta xà nằn ta rằng ta mề qua rù bằng. Bát sàn tằng chắc khu quỳnh nhà nằng. Sầm bát tít trần tằng. Sầm bát tít cha nát chít tằng. Sầng tì ra gia mà nằng. Sầng tì ra nát chít tằng. Qua quát tha bền tằng vốt tha ba nát chít tằng. Chà tí gia thác ca mằng. Úp ba chít tòa ni rút tràn tí. Do tiến trình tâm diễn tiến như sau. Thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, kế đó tâm phá quan gá rúng động trong một chập rồi diệt chấm dứt dòng phá quan gá, liền sau đó ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó,
Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt. Nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm, thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm, quan sát hình dáng ấy, xác định tâm, xác định hình dáng ấy. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã bớt bài. Dạ, kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, tại con không thấy ai đọc nên con đọc tiếp ạ. Dạ, con một lần nữa con kính lễ thầy Kinh. Dạ, con xin đọc bài tiếp. Ta tổ ba rằng e cô na tình sắc cà mà qua cha ra cha qua nề su dằng kình chi lát tha bách cha dằng về phì về na sát tắc khát tùng cha qua ti cha qua nà nu bàn thà ni cha đuề ta đà rằm mana bà cà ni gia thà ra hằng ba quá tành tí ta tổ ba rằng pha hoành gấp bà tổ. Tiếp theo, một trong 29 dục giới đồng tốc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến 7 sát na. Theo sau đồng tốc là hai đồng sở duyên, thập di, mót, tùy theo mà khởi lên, tiếp đến lộ trình, chìm vào hộ kiếp. Ếch tà quá tà chút đa sa chít túc bà đà đề phá hoàn ga cha la nà ni búp bề hòa tì tắc ca mề ga chít tắc khá nàn tí cắt tòa sát ta ra sa chít tắc khá nà ni ba ri bù rèn tí ta tổ ba rằng ni rút cha tí à làm ba ná mề tặng a ti ma hàn tặng nà ma gồ cha rằng. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na, sau khi được thâu nhận, chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình, hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt, một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Dạ, quá ta đà làm ba núp bà đà ba na áp ba hồn tà tì ta cần. À bà thằng à gác tằng à làm ba nằng ma hàn tằng nà ma tát tha cha qua nà qua xà nề pha hoàn gác bà tổ qua hồ tí nát tí ta đà làm ba nốt bà đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên đến cuối đồng tốc tâm. Đối tượng ấy chìm vào hộ kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào cả lớp. Xin đọc bài ạ. Đoạn 3. Cha quá, cha quá, cha quá, cha quá, nước bà đà đi, áp bá hồn tà tì tắc cằn, á bá thằng, á gách thằng, á lầm bá nặng, bá rí thằng, nà má, tá thá, cha quá nặng, tí, á nước bá, ít tòa, đò tí khát tùm, quốc thấp, ba na mê quá ba quá ta tí ta tổ ba rằng ba hoàng giá ba tổ ba hồ tí một bơ
đối tượng được gọi là nhỏ nếu được công nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động tốc tâm khởi lên. Ở đây động tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sát na, tâm lại chìm vào một kiếp. Gia hoa quốc tham ba nước bà đà gia ba áp bồ là tiền sát cằn áp ba tằng ái gấp tằng khí rồ thà tàn nà mắt mà làm ba nặng áp chí ba tí tằng nà mát ta tha ba hoàng cách giá lan nà mề quá hồ tí nà thi quỳ tí tí tức bà đồ. Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ nếu được công nhận rất chậm và không thể tồn tại cho đến khi xác định tâm khởi lên. Ở đây hậu kiếp chỉ rung động lộ tình tâm không khởi lên. Đức chê hoàng chắc cú đò rề sắp thà sồ tá đò ra đức chú chà tí sắp phá thà tí bàn chá đò rề tá đà làm phá ná chá quá ná quát tháp bà ná mồ cá quà răng tàn khà tàn tà tàn khà tà nàng chết chết tùn nàng quà ra nàng chết thà ca măng a làm ba ha phù tà ý xa giá ba quát tí giá phú thà về đi tháp bà. Như vậy đối với nhãn môn cũng vậy, đối với nhĩ môn vân vân, tổng cộng tất cả năm môn có bốn sự trình bày của đối tượng tùy theo thứ tự theo bốn cách được biết là: một, chấm dứt ở thập di ta đà làm ba na hòa ra; hai, tồn tại cho đến tốc hành tâm; ba, xác định tâm quá thấp ba na hòa ra; bốn, không đáng kể chỉ khiến cho hậu kiếp rung động. Hello. Hello. Thì mọi người có nghe không ạ? Xin xuống mic ạ. Xin cảm ơn thầy Kính Tiên, thầy Kinh, Kính Tiên đạo tràng, xin xuống mic, xin nhường mic là. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhung. Dạ con cảm ơn bạn Lười đã cho con biết tín hiệu ạ. Đoạn 1. Ati Mahan Tang, Mahan Tang, Parit Tang, Ati Parit Tang, Ja Ti Ban Ja Dwa Re. Mano đoà rề, quy phù ta ma quy phù tàng trà ti cha thà, quy sa giáp ba quát ti quề đi tắp bà. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau. Ngang môn, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ. Ngang qua ý môn, rõ và không rõ. Chít ta quỳ thí, lộ trình tâm. Bàn cha đoà ra quỳ thí, lộ ngũ môn. Các thằng úp bà đa thi ti và hoàn ga quá xề na khá nát ta dặn ê các chít tắc khá nặng nè má ta ni pa na sát ta ra sá chít tắc khá nè ni rù ba thầm mà nam mà dú. Như thế nào, một sát na tâm gồm có ba giai đoạn sanh, trú và diệt.
17 sát na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. E kacittakkhan nata niwa pahucittakkhana tita niwa thitippatta neva pancha lampanna nipancha dware apatham agacchanti. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn cửa giác quan, lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua. Tasmaya đề ca chít tắc khan à ti tắc cần ru pa ram ma năng chắc khốt sa a pa tham a gắt cho tí tato đích khát tùng phá hoàng ghề cha li tề phá hoàng gá sô tăng quá trình đi tòa ta mê quá rù bà rằm mà năng à quá trình tăng bành cha đòa ra quá cha na chít tăng úp bát chi tòa ni rút cha tí tato ta xa năng ta rằng ta mê vù bằng bát sàn tăng chắc khu huỳnh nhà năng sàm bá tích trần tăng sàm bá tích cha na chít tăng sàn tì ra ya mà năng sàn tì ra na chít tăng qua quát tha bền tăng quát tha ba na chít tăng cha tì ya thắc ca mạng u bát chi tòa ni rút trần tí. Do tiến trình tâm diễn tiến như sau. Thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, cái đó tâm phá quan gá rúng động trong một chập rồi diệt, chấm dứt phá quan gá, liền sau đó ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt: nhận thức, nhìn thấy hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm, thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm, quan sát hình dáng ấy, xác định tâm, xác định hình dáng ấy. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài, con xin phép được xuống mic ạ. Con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ, con xin chào thầy Kinh cùng cả lớp. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, đoạn 2. Ta tổ bá râm e cù nát tìm sá kà mà quá chá rát chá quá nề su dầm kinh chí lát thá bát chá dầm dề phì dề nát sách ta khát tùm cha quá tí cha quá nà nú bá nú bàn thà nì cha đuề ta đà rầm ma na bà cà ní giá thà ra thầm ba quá tát ní ba quá tàn tí ta tổ ba rầm phá hoành gấp à tổ. Tiếp theo trong 29 dục giới động tóc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến 7 sát na. Theo sau động tốc là hai đồng sở duyên, thập di, mót, tùy theo mà khởi lên. Tiếp đến, lộ trình chìm vào hộ kiếp. Ê tà vá tòa, khu đá xá chí túp bà đà, đề phá hoành gá, cha lành nà ní búp bề, và tì ta ca mê ca chít ta khá nàn tí ca tòa sa ta ra sa chít ta khá nà ni pa ri bù rê tí ta tổ ba rầm ni chúc chàn tí à lầm ba nan mê tăng a ti ma hành tăng nà ma gồ cha rầm. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình. Hai sự rung động
của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Già quá, già quá ta đà lầm ba núp bà đà ba ná áp hồn tà tì cách ta tặng ta cần à bà thầm à gá tặng à lầm ba nằng má hằng tầm nà má ta tha cha quá nà quá xà nề phá hoành gá bà tô quá hồ tí ná thi ta đà lầm ba núp bà đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên. Đến cuối động tốc tâm, đối tượng ấy nhìn chìm vào hộ kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Dạ, con đã đọc bài xong. Con xin mời vị kế tiếp và cảm ơn anh Nông Triều đã post bài. Dạ, kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc phần 3. Dạ wa cha wa nức bà đà bi áp ba hồn tà tì tắc cầm à bà thầm à gia tăng à làm ba nằng ba rít tăng nà má tát tha cha wa nằng bi a nức bắt chi tòa đoát tích khách tùm quất tháp ba nam mề quất ba quất tháp tí tát tổ ba rằng ba hoàn các bà tổ ba hồ tí. Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động tốc tâm khởi lên. Ở đây động tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sắc na xong lại chìm vào hộ kiếp. Và qua quất tháp ba núp bà đà cha ba na áp ba hồn tà tì ta cầm à bà thầm à ra tăng như rô thà sàn na mà làm ba nằng a ti ba đít tăng nà má tát tha pa hoàn ra cha la na mề quá hồ tí nát thi quỳ thi chích tức bà đồ tưởng sự gọi nếu được đất chậm và không tại xác để họ kiếp chỉ rung động lộ trình tâm không khởi lên. Ích chê hoàng chắc khu đòa rề ta thà sô ta đòa gà đi xuống trà ti sắp ta thà đi bằng cha đòa rề ta đà lầm ta na cha wa na quất tha pa na mô ca wa ta tàn khà ta năng cha tuần năng và ra nàng gia thắc kha mang à làm ban na phù ta uy sa yap pa wat ti chất tu thà về đi tấp bà. Như vậy đối với nhãn môn cũng vậy đối với nhĩ môn, tổng cộng tất cả năm môn có bốn sự trình bày của đối tượng thì theo thứ tự có theo bốn cách được biết là: một, chấm dứt ở thập di ta đà làm ban na và ra; hai, tồn tại cho đến tốc hành tâm; ba, xác định tâm quất tháp án áo hòa đó; bốn, không đáng kể chỉ khiến cho hộ kiếp rung động. Thi chích tà ni sắp tề quá chích tức bà đà cha tút đa sát cha tút bằng nhà xá quý thà đà bằng cha đòa rệ giác thà ra hằng. Có bảy phương cách, bảy chặt tư tưởng và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm. 1. Na quách cha ná. 2. Bành cha quỳnh nhà ná. 3. Tầm bát tích cha ná. 4. Hành tì ra ná. 5. Quách tháp ba ná. 6. Cha quá ná. 7. Chập. Và 7. Ta đà làm má ná. 7 chập này trở thành 14 nếu tính riêng 7 chập cha quá ná và 2 chập ta đà làm má ná. Tính với đầy đủ chi tiết, có 54 tâm dục giới, tùy trường hợp, xuyên qua năm môn. Ayamet tháp bành cha đòa đề
Quýt thi chít tắp bao quát ti na dồ. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh xuyên qua năm môn. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con... Hay. Đây, xà thước. Chắc hết ai lên đọc ha. Alo, quý vị nghe rõ không? Alo. Rồi, chắc xong ha, đọc xong hết ha. Rồi, bây giờ trước khi vào học cái bài học cái tuần nay ha, thì mời một vị nào đó lên đọc lại cái bài tuần trước. Đọc lại bài tuần trước cho nó có cái sự kết nối liên tục ha. Bài tuần trước học cái gì đó, ai từng đọc đây giơ tay coi. Quý vị nào tình nguyện giơ tay. Nhóm đồng trèo lên đọc được không? Có ghi bài kỹ mời mời nhóm đồng trèo lên nha. Rồi, mời lên. Bà Phúc xin đọc lại bài giảng trước. Bài giảng trước của chúng ta là bài tâm na cảnh. Bài tâm na cảnh. Trước hết là cái phần định nghĩa tâm na cảnh. Ta đà làm ba lá chích ta na cảnh cái nghĩa là ta đà tức là chính cái đó, làm ba lá là cảnh, dịch có nghĩa là chính cảnh cũ, tức là cái tâm mà nhận cảnh từ động lực. Bảy sắc na sanh sao liền với động lực chính là na cảnh, hay còn gọi là đồng sở di, tâm chốc mót hay là tâm thập di, tức là cái tâm hưởng lại cảnh dư tàn, hưởng lại cảnh dư tàn của động lực, còn gọi là đồng sở di, tâm mót. Thì nhiệm vụ của cái tâm là cảnh là hưởng cảnh dư tàn từ động tâm. Nhân sanh thì gồm có hai, tức là một là cảnh rất lớn thuộc lộ ngũ một, hai là cảnh rất rõ thuộc lộ ý một trong tâm. Thời na cảnh sanh thì có hai, a là thời bình nhật, tức là na cảnh xen giữa động tốc và hậu kiếp. Thời cận tử, na cảnh xen giữa động tốc và tử tâm. Điều kiện để sanh na cảnh thì có ba: a động lực dục giới gồm có 29 tâm, đó là 12 tâm thiện, 8 tâm đại diện dục giới, 8 di tác dục giới và 1 ứng cúng. B. Người thuộc dục giới. C. Tâm lộ phải là cảnh thuộc dục giới. Cần ghi nhận hai sắc na cảnh cần có vì cảnh của động lực quá lớn, tức là hưởng cảnh dư tàn của động lực, cháu quá ná. Cảnh thì thuộc thì dục ái, thì cái tâm mốt này thì nó không sanh trong cảnh đạo đại, trong cảnh thiền và siêu thế, chỉ sanh trong cõi dục giới. Cái na cảnh này nó không có khả năng tạo ra niệm. Cái hình tượng để chỉ cái tâm na cảnh là lý do là cái trớn của một dòng động viên mà đang chạy cần phải có cái trớn để nó quân bình lại khi dừng lại. Thì tâm mà làm việc na cảnh thì gồm có 11 tâm quả dục giới, trong đó có 3 tâm quan sát vô nhân, quan sát thọ xả của cái thiện vô nhân, quan sát thọ xả qua thiện vô nhân và quan sát thọ hỷ, cộng với 8 tâm quả dục giới tình hảo hữu nhật. Thì phần loại ra thì người khổ, người lạc, nhân thì có 8 tâm, gồm 3 quan sát, 4 quả thiện ly trí, người tam nhân và 4 bậc thánh quả của cõi dục, có 11 tâm,
là ba quan sát cộng 8 tầm quả thì dục giới. Nó tóm lại thì cái tầm cảnh, cái phần sự của nó là đưa tầm trở về trạng thái cũ để làm cho tâm quân bình trở lại. Phần thứ hai đó là chốt động lực, những cái phần nãy giờ là chốt ma cảnh, phần thứ hai là tới chốt động lực. Thì chốt động lực thì trong cái lộ trình tâm mình phân ra thì vừa qua rung động dứt dòng thuộc về ba tâm chủ, rồi tiếp theo sáng ngủ rồi thức, rồi tiếp theo sáng ngủ rồi năm thức, rồi tiếp theo quan sát xác định động lực về na cảnh là thuộc về những tâm khách. Thì phân ra như vậy là có ba chủ, ba chủ giờ còn 10-15 cái tâm khách. Xong nó có diễn hòa tâm ra thì như vậy là ba tâm chủ cộng 12 tâm khách. Tức là bỏ qua cái dù qua đúng động dứt dòng á là ba tâm chủ, còn lại thì chúng ta có cái chặng của nó thì nó chặng 6 chặng thuộc tâm khách. Tức là bắt đầu từ bỏ vừa qua đúng động dưới dòng xong thì cái chặng 1 tức là kháng ngủ, rồi tới năm thức nó là chặng 2, tiếp thâu là chặng 3 quan sát, chặng 4 là xác định, chặng 5 động lực, và 6 đó thế là cảnh. Thì ta chặng là có 6 chặng. Thì tứ tâm thì có 37 tâm khách, 38 tâm khách, gồm có 12 tâm bất thiện, cộng 10 tâm vô nhân. Tức là 18 tâm vô nhân trừ với 4 đôi thức là 8, 10 tâm, cộng với 8 di tác dục giới, cộng với 8 đại thiện dục giới. Người thì có 8, tức là 4 phạm. Bốn phạm đó là khổ, lạc, nhị tam, nhân. Khổ, lạc, nhị tam, nhân là bốn phạm. Cộng với bốn thánh quả. Thánh quả cho không phải lãnh đạo. Tức là tại vì bốn thánh quả. Về cõi thì có 26 cõi, ngũ quận. Trừ đi tức là 31 cõi, trừ đi 4 vô sắc và 1 vô tưởng. 31 trừ với 5 là còn 26 cõi ngũ quận. Và phần giải thích thêm thì bởi vì cõi em vô sắc hôm nay thì không có sắc gì, đây là lộ ngủ. Vô tưởng không có tâm, không có tâm nên là không có trong, không có lộ trình tâm. Thì xin hết. Đây, xa thứ, xa thứ. Nè, alo, 1, 2, 3. Nghe rõ quý vị. Alo. Rồi, ok. Rồi, như vậy chúng ta đã học qua được cái lộ tâm cảnh rất lớn. Rồi, có na cảnh và động lực. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta đã được đi qua. Bây giờ chúng ta đi tiếp cũng lộ tâm cảnh rất lớn nhưng mà có hộ kiếp khách. Thì giờ mình vô cái số 3 là chót hộ kiếp khách. Chót hộ kiếp khách. Chót hộ kiếp khách. Tức là cuối cùng có cái hộ kiếp khách này, thì kêu là chót hộ kiếp khách. À, gần tu cá phá quần gá là chót hộ kiếp, là hộ kiếp khách. À, gần tu cá phá quần gá là hộ kiếp khách. Rồi bây giờ cái chữ này, à, gần tu cá có nghĩa là người mới đến. À, gần tất cả là người mới đến.
Aganthuka là người mới đến. Còn nghe không vậy? Alo. 1, 2, 3, 4. Sao phải im ru à? Nghe không hả? Ok. Rồi. Hai Nguyên Dương mới vô rồi. Aganthuka là người mới đến. Ai ghi không? Chủ sĩ nó mất tiêu rồi. Chủ sĩ có nghe không? Rồi, hãy cho Nguyễn Phụ nghe cho lẹ. Aganthuka là người mới đến. Rồi, phá quần gá là hữu phần. Phá quần gá là hữu phần. Hữu phần là hậu kiếp. Phá quần gá là hữu phần, là hậu kiếp. Hữu phần, hữu kiếp. Rồi, giờ mình ráp nguyên cái chữ đó vô ha. Aganthuka phá quần gá. Aganthuka phá quần gá. Hai chấm. Là một loại tâm đặc biệt phát sanh trong trường hợp đặc biệt. Là một loại tâm đặc biệt phát sanh trong trường hợp đặc biệt. Cần đọc dòng cái đó. Là một loại tâm đặc biệt phát sanh trong trường hợp đặc biệt. Rồi xuống dòng gạch tiếp đôi dòng. Có cảm thọ riêng biệt. Có cảm thọ riêng biệt. Rồi, xuống dòng gạch tiếp một dòng nữa. Không phải là tâm hộ kiếp chính trong tâm lộ. Không phải là tâm hộ kiếp chính trong tâm lộ. Rồi, như vậy nó có 3, 4 cái vấn đề để mà chúng ta nhận biết được cái Aganthuka phá quần gá ha. Tức là một, nó là một cái loại tâm đặc biệt, chứ nó không phải là một loại tâm trong cái loại tâm chính. Thì đây là một loại tâm đặc biệt, nó phát sinh trong những cái trường hợp đặc biệt. Và nó có cái cảm thọ riêng biệt của nó, tức là nó không có cảm thọ giống như là những cái tâm hộ kiếp. Và cảnh cũng là riêng biệt, nó là tâm khác biệt mà, tâm đặc biệt. Và chính vì vậy nó không phải là tâm hộ kiếp. Nó không phải là tâm hộ kiếp chính trong tâm lộ. Ví dụ như mình tục sinh tâm nào đó, thì là hộ kiếp, thì nay nó cũng là trong tâm quan sát này kia. Nhưng mà cái hộ kiếp khách này khác à. Hộ khách này nó là một cái tâm ngoài vô, tâm khách mà. Hộ khách vô, tức là đặc biệt, là tâm đặc biệt. Thì như vậy nó không phải là cái tâm hộ kiếp, mặc dù nó được gọi cái tên là phá quan gá là hộ kiếp, nhưng mà nó là hộ kiếp khách, là được mời đến. Nó không phải là tâm hộ kiếp chính trong tâm lộ. Được chưa? Vì nắm được ý này chưa? Nắm được ý này thì mình biết ha. Nó được gọi là hộ kiếp khách là vậy đó. Nó là được khách mời đến, chứ nó không phải là hộ kiếp chính trong tâm lộ. Hộ kiếp khách đó là giống như giờ mình đang ở nhà có này kia nọ, thì tự nhiên cái có người khác được mời vô trong trường hợp đặc biệt, được mời vô thì người khách đó không phải là chủ nhà. Người khách đó không phải là chủ nhà, người khách là một lòng nó là người khách mà nó thế cho cái người mà chủ thì đó là hộ kiếp khách. Rồi bây giờ tiếp đi, từ từ mình sẽ hiểu là mình tiếp nè. Đánh qua tị đồ dòng ha. Ăn Aganthuka phá quần gá hai chấm tiếp tục ha. Aganthuka phá quần gá hai chấm. Đóng vai trò hòa giải giữa hai cảm thọ u và hỷ. Đóng vai trò hòa giải giữa hai cảm thọ u và hỷ. Được chưa? Rồi tức là ý nghĩa của cái ăn Aganthuka phá quần gá này, nó là nó là một nhiệm vụ, nó là một người hòa giải giữa hai cái cảm thọ u và hỷ. Bây giờ bởi vì từ cái cảm thọ u á mà nó nhảy qua cảm thọ hỷ á, thì nó không qua được. U qua hỷ liền thì chuyện nó không thể có.
Cho nên cái phải nhảy qua, phải có một cái tâm giữa hai cái này, giữa hai cảm thọ này, để nó quân bình lại ưu và hỷ, giống như nó là cái cầu nối từ ưu qua hỷ vậy đó. Chứ ưu nhảy qua đang mà ưu đang sân giận mà nhảy qua vui thì chuyện nó không có thể nào xảy ra được. Cho nên chính vì như vậy, cái trường hợp đặc biệt này khi mà cảm thọ ưu phát sinh mạnh đó, thì phải có một cái chính giữa lót vô, thì được gọi là a ganh tức các phá hoàng gá, tức là hộ kiếp khách ở sen vô, để nó làm quân bình cho hai cảm thọ này. Nó làm cầu nối cho cái từ u để nó bước qua hỷ được, chứ không có thể nào mà từ đang u qua hỷ liền được. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần để ý. Cái hộ kiếp khách nó là một cái loại tâm đặc biệt để nó là quân bình giữa hai cảm thọ này. Rồi, nắm ý nghĩa gì ha, nắm sơ sơ ý nghĩa trước ha, từ từ mình đi xuống lần lần mình sẽ thấy. Rồi, diễn hoạt lộ tâm, hai chấm, có 16 sắc na. Diễn hoạt lộ tâm, hai chấm, có 16 sắc na. Một, hậu kiếp vừa qua. Và chữ V á, một viên tiếng tắt để nhớ mấy cái chữ đó, là một là V là hộ kiếp vừa qua. Hai, rúng động là chữ R ha, hai rúng động. Ba, dứt dòng và chữ D, ba dứt dòng. Bốn, kháng ngũ môn, chữ K, bốn kháng ngũ môn. Năm, ngũ sân thức, năm ngũ sân thức, chữ N. Sáu, tiếp thâu, chữ T. Bảy, quan sát, chữ Q. Tám, xác định. Tám, xác định. Rồi, từ 9 tới 15, 9 tới 15 là động tóc, G. Chapana, 9 tới 15, G. Rồi, số 16 là hộ kiếp khách, là chữ H, là chữ K, hộ kiếp khách, H, K. Rồi, như vậy diễn hoạt cái lộ trình tâm của hộ kiếp khách này nó có 16 sắc nè. Là hộ kiếp vừa qua, rung động, dứt dòng, kháng ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, xác định và bảy động tốc. Rồi tới hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp khách sang vô. Thì như vậy là lộ diễn hoạt tâm của cái trường hợp mà hộ kiếp khách này nó có 16 sắc na tâm. Đây là chúng ta cần phải lý ha. Thì như vậy rồi, bây giờ mình xuống, mình gặp đầu dòng cái sát na hai chấm. Sát na hai chấm. Có 12 sát na tâm khách. Có 12 sát na tâm khách. Mở ngoặc, hộ kiếp khách không tính vô, mở ngoặc lại. Tức là trường hợp này người ta không có tính hộ kiếp khách, bởi vì nó cũng là hộ kiếp thì người ta không tính vô là tâm khách ha. Nó là hộ kiếp, cũng là hộ kiếp nhưng mà nó là đặc biệt, nhảy vô là không có xếp vô trong sách nào. Đây là cái lối tính của trong sách vậy, nhưng mà thực sự mình tính vô thì cũng được thôi. Vì vậy nếu mình tính mà không tính vô thì có 12. Tìm đếm là có phải 12 không? Rồi, 7 động lực nè. Quan xác định là 8, là quan sát là 9, là T
Tiếp thâu là 10, năm ngũ sanh thức là 12, đúng không? Tức là 12 sát ma tam giác tính từ bắt đầu. Khán nguồn tính trở lại có 12 sát ma tam giác. Đúng không? Chính xác không? Rồi, bây giờ xuống dòng chặn 2 chấm có 6 chặn. Chặn 2 chấm có 6. 6. Rồi tính thứ đúng không? Khán nguồn là 1 nè, ngũ sanh thức là 2. Tiếp thâu là 3, quan sát là 4, xác định là 5, động tốc là 6. Thì như vậy chặn mình có 6 chặn. Đúng không? Rồi. Quý vị nắm được chưa? Ghi kiểm không? Alo. Rồi ha, chặn có 6 kịp ha. Rồi xuống dòng thứ tâm 2 chấm có 11. Thứ tâm 2 chấm có 11. Chính tâm vô nhân trừ 4 nội thức và ưng cúng vi tiếu. Chính tâm vô nhân trừ 4 nội thức và ưng cúng vi tiếu. Cộng 2 tâm sân. Cộng 2 tâm sân. Cộng 2 tâm sân. Rồi. Thì giờ thứ tâm nè. Có 9 tâm vô nhân trừ 4 đôi thức. Bởi vì khi mà một đôi thức nào nó sanh lên thì 4 cái kia không có. Thì mình trừ 4 đôi thức ra. Và ưng cúng vi tiếu cũng không có trong trường hợp này. À, tạo hội giúp khách thì ưng cúng vi tiếu không có sanh trong trường hợp này. Thì 9 tâm vô nhân trừ 4 nội thức và ưng cúng vi tiếu cộng 2 tâm sân. À, thì bây giờ mình mới thấy cái vấn đề này, nhấn mạnh cái chỗ 2 tâm sân ha, mình nắm cho mẹ. À, nói với thứ tâm của hộ kiếp khách đó, nó chỉ có 2 tâm sân ở lộ động tốc thôi. À, vì để nha, nhớ cái chỗ này ha, tức là nó có 2 tâm sân sanh ở lộ động tốc chứ nó không có những cái loại tâm khác. À, chỉ có 2 tâm sân. À, cho nên hộ kiếp khách lộ động tốc phải là 2 tâm sân. Là một ha, vấn đề thứ nhất là mình cần phải ghi nhận ha, chút mình từ từ mình sẽ mà khám phá ra vấn đề có nhiều cái độc đáo trong cái hội du khách này ha. Được chưa, nắm được chưa? Rồi xuống dòng người có 4 người, người có 4. Người có 4. Người nhị nhân. Người nhị nhân. Người phàm tam nhân. Người sơ quả. Người nhị quả. Rồi, ở đây cho chúng ta biết là có 4 loại người. Là người nhị nhân. À, tức là người tục sinh bằng hai cái tâm, bằng cái tâm có hai nhân, vô tham vô sân là nhị nhân. À, và người tam phàm tam nhân là người có ba nhân, tức là nhị nhân và tam nhân có đầy đủ không. À, nhưng mà để chúng ta thấy có nhị nhân có tam nhân ha, nhưng mà nó không có người khổ nha. À, người lạc người khổ không có trong những đề này. À, là mình để chút xíu mình sẽ biết tiếp ha. Bây giờ nhị nhân phàm tam nhân là hai loại người. Rồi người sơ quả. Người sơ quả, người sơ quả, người nhị quả có hai loại người này. À, người sơ quả, người nhị quả có, nhưng mà người tam quả tứ quả không có. Tam quả trở lên là hết tâm sân rồi. À, tức là nhị quả sơ quả vẫn còn tâm sân, nhưng mà tam quả tứ quả là dứt tuyệt tâm sân. Thấy chưa? Đó là người sơ quả và người nhị quả. Thì như vậy người chúng ta có 4 nhị nhân, phàm tam nhân, sơ quả và nhị quả. Gì nắm được chưa? Nắm được cái tổng quát này nữa ha. Rồi từ từ chúng ta xuống lần. Rồi cõi 2 chấm. Cõi 2 chấm. 7 cõi vui dục giới. 7 cõi vui dục giới. Cõi người. Và 6 cõi trời dục giới.
cõi người và sáu cõi trời dục giới. Thì như vậy, đối với lộ tâm mà có hộ kiếp khách thì nó chỉ có mặt trong bảy cõi vui dục giới. À, tức là cõi vui nha, tức là cõi người và sáu cõi trời dục giới thôi, nó có mặt trong bảy cõi vui dục giới. Cõi khổ không có, à, cõi khổ không có, cõi sắc giới không có, cõi vô sắc giới không có, mà nó chỉ có mặt trong cõi vui dục giới thôi. À, bảy cõi vui dục giới, à, đó là vấn đề chúng ta cần phải nắm tổng quát như vậy không? Rồi xuống dòng đánh cái hoa thị bông đầu dòng ha, cho nó bự vô. Tất cả bốn hạng người này đều tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ và ở cõi dục. Đều tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ và ở cõi dục. Rồi, tức là phải nhấn mạnh cho mình biết ha, mình để ý cái nào, tức là những cái hạng người mà bốn cái người đó đều phải tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ, tức là tâm quả thọ hỷ đó. À, chứ tâm quả thọ xả thì không được, mà phải là tâm quả hỷ thọ, bốn tâm đại quả hỷ thọ, hợp trí ly trí gì cũng có hết, nhưng mà phải là thọ hỷ. À, tức là tục sinh bằng tâm thọ hỷ, cái gì lắm chưa, mà phải ở cõi dục, cõi sắc giới vô sắc giới không tính, chỉ ở cõi dục thôi. Thì như vậy cái điều quan trọng nhất trong cái vấn đề lộ tâm có hộ kiếp khách này là người tục sinh phải là tâm đại quả hỷ thọ. Nhớ là nắm chắc cái này thì mình sẽ không bị lộn với là na cảnh nha, na cảnh nó khác, hộ kiếp khách nó khác. À, thì như vậy bốn hạng người này dù là phàm nhân hay là sơ quả dị quả thì đều phải tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ mới có hộ kiếp khách được, và phải ở cõi dục giới. Đó là cái vấn đề mà cần phải mình nhấn mạnh cho những người này ha, chính xác để mà mình không lẫn lộn với những cái lộ tâm khác. À, chưa, quý vị nắm được chưa? Nắm được tiếp ha, một cái bông tiếp nữa. Không có đối với hai hạng người tục sinh bằng tâm quan sát xả thọ vô nhân. Không có đối với hai hạng người tục sinh bằng tâm quan sát xả thọ vô nhân. À, tức là bây giờ ta nói cho mình biết rõ lại, tôi confirm lại ha, tức là hai hạng người mà tục sinh bằng tâm quan sát xả thọ đó, à, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện hay là quả thiện gì đó, thì không có đối với hai người này đối với lộ tâm có hộ kiếp khách, và không có. À, thì như vậy nó chỉ có đối với bốn hạng người trên thôi, không có hai hạng người nào, những hạng người mà tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả, mà chỉ tục sinh bằng tâm đại quả, là tâm thiện, tâm quả thiện, đại quả hỷ thọ thôi, ở cõi dục giới. À, cho nên loại trừ ra hai hạng người tục sinh bằng tâm quan sát xả thọ, à, không có mặt, không có cái lộ tâm hộ kiếp khách này sanh khởi. Rồi, đó là cái vấn đề cần biết ha. Rồi xuống tiếp, đánh cái bông tiếp nữa. Cõi khổ không có lộ tâm này. Cõi khổ không có lộ tâm này. Vì tục sinh bằng tâm quan sát xả thọ bất thiện, à, tục sinh bằng tâm quan sát quả bất thiện của nhân đó, tục sinh bằng tâm quan sát quả bất thiện của nhân. Rồi, như vậy chúng ta có được vấn đề là đối với lộ tâm có hộ kiếp khách thì phải là bốn hạng người tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ cõi dục giới, không có mặt, không có lộ tâm này, lộ tâm này không sinh khởi với hai hạng người tục sinh bằng tâm quan sát xả thọ, và cõi khổ là không có mặt, lộ tâm này là không có. À, cho nên đây là chỉ phát sinh trong cõi dục giới, thuộc về bốn hạng người về cõi vui dục giới. Rõ chưa, có gì nắm rõ chưa, dễ hiểu ha, dễ ội ha.
Chưa nắm được chưa? Cho biết thêm nhiều nhiều rồi, quý vị nắm được hết không? Cho biết đi. Rồi ha, được không? Rồi qua tiếp nữa không? Rồi xuống dòng mình đi tiếp luôn. Nhân sanh hộ kiếp khách. Nhân sanh hộ kiếp khách. Có ba. Nhân sanh hộ kiếp khách. Có ba nhân. Nhân sanh hộ kiếp khách. Có ba nhân. Một. Tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ. Tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ. Hai, chuyên bắt cảnh dục giới. Chuyên bắt cảnh dục giới. Chuyên bắt cảnh dục giới. Ba, động lực phải là một trong hai tâm sân. Động lực phải là một trong hai tâm sân. Rồi, như vậy cái nguyên nhân mà để cho phát sanh được cái tâm mà lộ tâm mà có cái hộ kiếp khách này đó, nó phải có ba nguyên nhân này là đủ. À, chứ nếu thiếu thì không thể thành tựu được. Thứ nhất là tục sinh là phải là tâm đại quả hỷ thọ. À, chứ không thể tục sinh bằng tâm xả thọ được. À, cho nên vì nguyên nhân thứ nhất phải là tâm đại quả hỷ thọ làm bằng sự tục sinh của những hai người này thì mới có cái lộ tâm hộ kiếp khách được. Là một vấn đề. Hai là chuyên bắt cảnh dục giới, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, bắt cảnh dục giới thôi. Không có bắt cảnh thiền, không có bắt cảnh siêu thế được. Cho nên chỉ bắt được cảnh dục giới mới phát sanh được hộ kiếp khách. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. À, rồi động lực phải là một trong hai tâm sân. Chứ động lực không thể là tâm tham, động lực không thể là tâm thiện. À, cho nên vấn đề này chúng ta cần phải biết động lực cần phải là một trong hai tâm sân. Nếu không phải là tâm sân thì không có hộ kiếp khách. À, cho nên ba cái nhân này phải có đầy đủ. À, nếu có tâm sân mà tâm đại quả không phải là hỷ thọ cũng không có hai, cũng không có hộ kiếp khách. Nếu là tâm sân mà tâm đại quả, tâm tục sinh là tâm vô nhân thì cũng không có hộ kiếp khách luôn. À, cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết ba nhân đầy đủ mới phát sanh được hộ kiếp khách là tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ, tức là thọ hỷ đó, tâm đại quả thọ hỷ. Là người nào tục sinh bằng tâm đại quả thọ hỷ thì mới có lộ tâm có hội kiếp khách được. Rồi phải bắt cảnh dục giới, tức là không bắt cảnh sắc giới. À, và phải động lực là phải là một trong hai tâm sân. Đó là ba cái nguyên nhân cần thiết để mà hội kiếp khách nó được phát sanh. Bây giờ nắm được chưa? Rồi hai kỳ anh mới vô rồi. Nắm được không? Alo. Được không? Dễ ha, không có gì khó ha. Cái bài này mình phải nắm cho kỹ ha, để thôi coi vậy chứ khó nhớ lắm, hay lộn xộn ha. Lộn xộn với lộn này lộn kia. Rồi, đi tiếp được chưa? Đi tiếp được ha. Rồi, nhiệm vụ 2 chấm. Nhiệm vụ 2 chấm. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Hóa giải xung lực của hai thọ. Hóa giải xung lực của hai thọ. Thuộc động lực sân và hộ kiếp hỷ thọ. Hóa giải xung lực của hai thọ. Thuộc động lực sân và hộ kiếp hỷ thọ. Rồi là một. Gạch đầu dòng cái nữa. Xen giữa lộ động tốc và hộ kiếp làm nhiệm vụ. Xen giữa lộ động tốc và hộ kiếp làm nhiệm vụ như trái độn. Làm nhiệm vụ như trái độn. Để kết nối nhịp cầu giữa hai thọ ưu và hỷ. Xen giữa lộ động tốc và hộ kiếp
làm nhiệm vụ như trái độn để kết nối nhịp cầu giữa hai thọ ưu và hỷ, nhịp cầu hai thọ ưu và hỷ. Giữa là chữ giữa, giữa chính giữa, nó là chính giữa, giữa hai hai thọ ưu và hỷ. Rồi, bây giờ chúng ta luận bàn về vấn đề cái nhiệm vụ này. Tức là cái nhiệm vụ của cái hộ kiếp khách đó, là nó làm cho cái động tốc, cái động lực sân đó, và cái tâm hộ kiếp hỷ thọ đó. Tức là động lực sân trước đó, rồi mới tới hộ kiếp hỷ thọ. Tức là tâm hộ kiếp là tâm tục sinh, làm việc hộ kiếp. Thì người là tục sinh đó, thì khi mà lộ tâm diễn tiến đó, thì tới 7 động lực thuộc về tâm sân. Rồi thường thường bạn động lực xong rồi nó vô hộ kiếp, nó trả lời hộ kiếp, nó trả lời tâm chủ. Bây giờ nó vào động lực rồi nó trả lời tâm chủ. Nhưng mà trường hợp này động lực nó là tâm sân, mà hộ kiếp là tâm quả thuộc về hỷ. À thì đây mình để động lực sân và hộ kiếp hỷ thọ. Như quý vị ghi nó ra cái động lực sân nè, rồi chuyển rồi qua hộ kiếp hỷ thọ. Thì không thể nào từ sân mà nó nhảy cái đùng qua hỷ thọ được, nó không trở về cái tâm chủ bằng hỷ được. Cho nên động lực sân và hỷ thọ này á, thì cái tâm hộ kiếp khách nó phải xuất hiện bất thình lình như này, nó phải sanh lên. Đây là cái do cái nhân duyên nó phải sanh lên để nó làm quân bình, nó hóa giải xung lực giữa hai cái thọ sân và thọ hỷ. Rồi, quý vị nắm được không? Tức là cái hộ kiếp khách nó sanh lên khi nào có trường hợp động lực là sân mà hộ kiếp tâm chủ là hộ kiếp thuộc về thọ hỷ, nó mới sanh lên hộ kiếp khách để nó hòa giải, nó làm cho cái quân bình lại, cho từ cái động lực sân nó mới chuyển qua hộ kiếp thuộc về hỷ thọ được, chứ không thể nào mà từ động lực sân nhảy cái đùng qua hỷ thọ được. Cho nên đây là cái vấn đề mà coi như là tự nhiên nó phải vậy, cái định luật mà tự nhiên nó bắt buộc nó phải vậy. Tức là từ động lực sân rồi phải vô hộ kiếp khách, vô hộ kiếp khách xong rồi mới trở về cái tâm chủ được, nó làm cho quân bình. Rồi, tức là nó làm thêm nhiệm vụ, tức là nó xen giữa lỗ động tốc và hộ kiếp, nó làm nhiệm vụ giống như trái độn giữa đó, giống như cái cầu hay trái độn giữa để kết nối nhịp cầu giữa hai thọ ưu và hỷ. Chính vì cái có cái vấn đề này thì hộ kiếp khách nó mới xuất hiện. Đây là cái vấn đề mình cần phải nắm những cái pháp căn bản này ha, để mình biết, rồi từ từ mình sẽ thấy là cái sự phát sanh nó như thế nào. Tiền lỗ là sao, mất tiền lỗ là sao? Tức là giờ hộ kiếp, ví dụ động lực mình lên là 7 cái động lực thuộc về tâm sân, với động lực sân nó phát sanh lên 7 động lực sân đó, mà cái tâm tu rồi tiếp theo thường á, thí dụ như giờ sân nè, nó phát sanh thì thường là nó qua hậu kiếp, thường lỗ tâm thường là hãy động tốc xong nó qua hậu kiếp, tức là trở về cái tâm chủ. Nhưng mà vì cái sân á mà nó qua hỷ thì nó không qua được. Cho nên là phải qua hộ kiếp khách để nó quân bình lại rồi nó mới qua cái hỷ thọ là được, để nó quân bình giữa hai cái vấn đề này. Chứ không có cái hộ kiếp khách đó, thì cái tâm mình nó không làm việc được. Cho nên cái quy luật của cái thế giới này nó là phải là vậy ha, quy luật tự động này vậy ha, là nó phải tự động cái sự vận chuyển hay vận hành của cái thế giới về thì tâm về vật chất cũng vậy, nó phải có vậy. Phải có một cái cầu để mà nói cho nó được quân bình trở lại. Đó là cho nên là cái lộ động tốc mà là lộ động tốc thuộc về sân mà hộ kiếp là tâm thọ hỷ đó, thì nó không thể trở về được, từ tâm khách mà trở về cái tâm chủ đó, không thể được, mà nó phải có một cái hộ kiếp khách xen vô làm cái độ để nó làm nhịp công. Được chưa, nắm được ý này trước đó, nhiệm vụ trước ha, rồi mình đi tiếp ha, được ha? Vì cho biết đi, được, cho biết tiếp đi. Qua được không? Qua được tiếp không? Rồi, qua ha. Rồi, qua tiếp.
Sa thú ha, nắm được, hiểu được cái này là rất là sa thú nha. Khó đó nha, bài bài này hồi xưa chúng ta học nói sơ sơ mình cũng không hiểu là gì luôn. Rất là khó. Rồi xuống dòng, tâm làm việc hòa giải, hai chấm. Tâm làm việc hòa giải, hai chấm. Là hội kiếp khách á, mình ghi là tâm làm việc hòa giải, hai chấm. Xuống dòng, gạch vào dòng. Một trong sáu tâm quả dục giới thuộc xả thọ. Một trong sáu tâm quả dục giới thuộc xả thọ. Ghi cái chữ xả là cho bự lên. Một trong sáu tâm quả dục giới thuộc xả thọ. Một trong sáu tâm quả dục giới thuộc xả thọ. Hai tâm quan sát cộng bốn quả, bốn tâm quả thiện dục giới xả thọ. Hai tâm quan sát cộng bốn tâm quả thiện giới xả thọ. Rồi, như vậy cái tâm mà làm việc hộ kiếp khách nữa, tâm làm việc hòa giải nữa, thì nó có một trong sáu loại tâm này. À, tức là hai tâm quan sát thuộc về xả thọ. À, là một phải không? Thì trong hai tâm quan sát này nó có thể sanh lên bất để nó làm là việc mà hòa giải giữa thọ ưu và thọ hỷ. À, bởi vì hai tâm quan sát này thuộc về xả thọ. À, thì cái nhịp cầu giữa cái đó thì từ ưu qua xã rồi trở về hỷ thì ok, bởi vì xã nó làm quân bình, nó làm quân bình cho những cái cảm thọ khác. Thì từ tâm sân thọ ưu mà nó chuyển qua tâm qua xã thọ rồi nó trở về hộ kiếp thọ hỷ thì là không có gì xảy ra. Chuyện là rất là logic ha. Rồi thì hai tâm quan sát xã thọ làm được. Rồi bốn tâm quả thiện dục giới của mình học á, bốn quả thiện với tình hám á mà thuộc về xả thọ thì cũng làm được phận sự đó. Thì khi động lực sân thì một trong bốn tâm quả thiện dục giới xả thọ nó sanh lên, thì nó làm cái trái độn để nó quân bình từ hỷ, từ sân qua xả rồi trở về hỷ được. Thì như vậy cái tâm mà làm phận sự hòa giải cho cái vấn đề này là nó không có được sáu tâm. Tức là hai quan sát và bốn tâm quả thiện dục giới thuộc về xả thọ. Đó là vấn đề mình biết được ha, là phải là xả thọ. Cái tâm hòa giải nó phải là thuộc về tâm xả, chứ nó không thể nào là hỷ hay là ưu hay là khổ được, mà nó phải là xả. Cái gì nắm được chưa? Rồi được ha, được qua tiếp ha, được qua tiếp ha. Xong cái phần này nhờ cô Châu làm cái tổng kết, làm cái bản sơ đồ dọn vẽ về cái lộ trình tâm rất lớn, cho thật rõ ràng ha. Rồi đó là vấn đề thứ nhất, là một trong sáu tâm quả dục giới thuộc xả thọ, hai quan sát và bốn tâm quả thiện dục giới thuộc xả thọ. Rồi ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái nữa, cái bông cái nữa. Đối với các cảnh, hai chấm. Đối với các cảnh, cực lớn phải, lớn phải, cực tốt phải, tốt phải, cực xấu phải, xấu, hai chấm. Cực lớn, lớn, cực tốt, tốt, cực xấu, xấu. Cực lớn, lớn, cực tốt, tốt, cực xấu, xấu, hai chấm. Hai tâm quan sát xả thọ sanh làm nhiệm vụ hộ kiếp khách.
hai tâm quan sát sát thọ sanh làm nhiệm vụ kiếp khách. À, thì như vậy khi một cái cảnh cực lớn đó lên, ví dụ như một cái xét đánh âm thì làm cho cái tâm mình nó bị chấn động, cảnh cực lớn hoặc là cảnh lớn nó cũng có thể ảnh hưởng. Cực tốt, cảnh mà rất là tốt đẹp nó phát sinh làm cho tâm mình cũng hoảng hốt. Cực tốt hoặc là cực xấu thì những cảnh cực lớn, cực tốt thì tâm quan sát, nếu mà cực tốt thì tâm quan sát thuộc về tâm quả thiện xả thọ. Còn nếu cảnh cực xấu thì tâm quan sát thuộc về bất thiện hoặc là xả thọ. Vì vậy hai tâm quan sát này nó làm nhiệm vụ hộ kiếp khách để cho nó lót đường giữa cái tâm sân và trò qua cái tâm hộ kiếp và thọ ý lại. Vì vậy đối với những cái cảnh này thì tổng quát là cho chúng ta biết là có hai tâm quan sát xả thọ làm nhiệm vụ hộ kiếp khách. Là cái vấn đề thứ hai đối với cảnh như vậy. Rồi, đó là cái vấn đề cần phải biết ha. Rồi xuống dòng. Gặp đầu dòng cái bông đầu dòng bốn tâm đại quả dục giới xả thọ. Hai chấm. Bốn tâm đại quả dục giới xả thọ thì mình mới nói là hai tâm quan sát thôi, giờ tới bốn tâm đại quả dục giới xả thọ. Tức là ý nói là bốn tâm dục giới đại quả xả thọ này sanh trong trường hợp nào nè, thì xuống dòng, trong trường hợp động lực sân cực mạnh. Tức là trong cái trường hợp mà cái lộ động tốc mà tâm sân quá mạnh ha, cực mạnh ha, thì nó sẽ phát sinh là như thế nào? Thì gạch đầu dòng một cái. Khi mà động lực sân quá mạnh thì hai tâm quả ly trí sanh với người nhị nhân. Gạch đầu dòng cái hai tâm quả ly trí xả thọ. Ghi rõ ràng ha. Hai tâm quả ly trí xả thọ sanh với người nhị nhân. Hai tâm quả ly trí xả thọ sanh với người nhị nhân. Vậy nếu sân lực tương đối thì hai quan sát xả thọ. Nếu sân lực tương đối thì hai quan sát xả thọ. Thì như vậy ở đây người ta tính ở cái lộ động lực, hồi nãy là tính đối với cảnh, bây giờ tính ở lộ động lực, tức là khi mà cái động lực tâm mình nó sân mạnh quá, động lực sân cực mạnh mà với người nhị nhân thì hai tâm quả ly trí thuộc về xả thọ nó sanh. Với cái động lực sân cực mạnh thì hai tâm quả ly trí này nó sanh. Còn nếu mà cái động lực sân nó trung bình thôi, chưa nó không mạnh lắm, thì thế do đó là hai quan sát xả thọ. Nó không cần dùng tới hai tâm quả ly trí mà nó dùng hai tâm quan sát xả thọ xen vô. Thì vậy đối với người dị nhân, hai tâm quả ly trí sanh họ xả với người dị nhân khi mà động lực sân cực mạnh. Vì nắm được không, nắm được cái yếu lý này không ạ? Khó quá không ạ? Khó hiểu quá không vậy? Vì vậy rồi được ha. Rồi tiếp theo gạch đầu dòng, hai tâm quả hợp trí xả thọ sanh với người ba nhân. Hai tâm quả hợp trí xả thọ sanh với người ba nhân. Nếu sân lực tương đối thì hai tâm quả ly trí xả thọ. Nếu sân lực tương đối thì hai tâm quả ly trí xả thọ. Rồi, cái trường hợp thứ hai là đối với người tam nhân thì khi mà gặp cảnh tâm sân cực mạnh như vậy đó thì hai tâm quả hợp trí thuộc về xả thọ nó sanh để nó làm cái nhiệm vụ hòa giải quân bình cảm thọ trong tâm. Thì như vậy hai tâm quả hợp trí nó sanh với người tam nhân khi mà động lực sân quá mạnh. Còn nếu lực sân trung bình
thì nó dùng hai tâm quan sát thuộc về ly trí, hai tâm quả thuộc về ly trí xả thọ, đó là lấy tâm quả ly trí thế vô để làm quân bình, không cần phải dùng tới tâm quả hợp trí. Thì như vậy, đối với cảnh động lực sân cực mạnh, thứ nhất là với người nhị nhân thì dùng hai tâm quả ly trí, còn nếu mà sân lực trung bình thì dùng hai cái quan sát xả thọ, còn với người tam nhân hai tâm quả hợp trí làm phận sự, đó làm sự không tiếp khách. Còn nếu mà động lực sân tương đối thì dùng hai tâm quả ly trí xả thọ làm hậu tiếp khách. Đó là hai cái vấn đề mà liên hệ với cái động lực sân cực mạnh. Bây giờ nắm được không? Có khó quá không quý vị? Có khó hiểu quá không? Hello. Ok ha. Rồi. Giảng vậy mình trình bày rồi mình lôi ra từ cái là mình hiểu nó dễ ha. Còn cái này mà đọc trong sách tôi nghĩ chắc không hiểu nổi đâu. Sách mà chỉ nói sơ mình đọc biết luôn. Mà chưa đọc không hiểu nói gì chứ. Cái không hiểu mình hiểu mà mờ cái mình cho thông qua thì thông qua hết biết luôn. Rồi ha, qua được cái đó chưa? Qua được ha. Tiếp theo, cảnh cực tốt sanh động lực sân. Cảnh cực tốt sanh động lực sân. Cảnh cực tốt sanh động lực sân. Thì bây giờ đây cho chúng ta biết là cái cảnh một khi nó phát sanh cực tốt, cực đẹp, cực tốt, cực rõ ràng thì nó sanh động lực sân. Thì thứ nhất gạch vào dòng cái cảnh khủng khiếp kinh hoàng, cảnh khủng khiếp kinh hoàng, cảnh khủng khiếp kinh hoàng, là thứ nhất là một để cho dễ biết ha. Tức là khi mà có một cái cảnh quá lớn, cảnh cực tốt quá lớn phát sanh làm cho mình có cái ấn tượng kinh hoàng, làm cho mình hoảng hồn. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy thì người đang đứng mình thấy pháo bông nổ thì cái ấn tượng của người mà thấy này đó do vì cái ấn tượng kinh hoàng của họ. Họ giống như một người mà lúc trước mà có một thời gian mà nào đó họ bị xém chết gì nữa, thì khi thấy pháo nổ cái họ hoảng hồn, cái ấn tượng kinh hoàng nó làm cho họ phát sợ, thì lộ tâm động tóc sân nó sanh lúc này. Cho nên cái vấn đề đó là làm cho cái được gọi là cảnh khủng khiếp kinh hoàng, lúc người sắp chết gì nữa mà thoát chết được, nhưng mà nó trở thành một ấn tượng trong đầu rồi. Và khi thấy lửa một cái là họ quản liền ha, bị cái giống như là những biết cái mình kêu dùng chữ gì cho nó hợp, giống như là ấn tượng hay là bị ám ảnh ha, bị có người hay bị cái gì đó ám ảnh, chắc là ám ảnh. Thì mình thấy một cái gì đó chẳng hạn như người chết vì nước, mà thấy một cái cơn nước mà dâng tràn lên cái họ thấy quản nhớ là cái cảnh tượng kinh hoàng thì phát sanh động lực sân. Thì đây là cảnh thứ nhất, là cảnh khủng khiếp kinh hoàng phát sanh do cái ấn tượng mà người kinh hoàng nhớ lại phát sanh, liên tưởng lại phát sanh kinh sợ. Đó là cái vấn đề thứ nhất làm phát sanh cái động lực sân. Bởi vì nắm được này không ạ? Bởi vì có khi nào mà có trường hợp này không? Alo. Có ai có không? Hay là những người mà bị tai nạn gì kinh khiếp đó, xém chết thì đó không? Hay là mình gặp một cái chuyện gì đó, hạn như triều là có bị người yêu đá một lần, giờ thấy người nào đẹp là quảng hồn. Có không đều quảng hồn, giờ chưa lấy vợ luôn, hết dám lấy vợ luôn. Giờ thấy đàn bà đẹp là hết hồn cái gì á. Nightmare chết luôn. Đó là thứ nhất. Bây giờ nắm được không? Nắm được ý nào quý vị? Nắm được ý không cho biết đi.
là đẹp, sẽ hồn cái đẹp được. Là có lúc mình quản hồn được, chứ mà nếu mình có thật á, là khi mình đi mình tự nhiên mình cảm thấy chơi vơi lạc đường quản hồn sợ thì cũng có thể gọi là cảnh nó làm cho mình phát sinh ấn tượng kinh hoàng. Rồi ok ha, được ha. Rồi tiếp theo hai là cảnh phát sinh đột ngột thình lình. Cảnh phát sinh đột ngột thình lình. Cảnh phát sinh đột ngột thình lình. À, tức là cái cảnh mà nó phát sinh cho mình quán hồn, hết hồn. Chẳng hạn như giờ, ví dụ như giờ quý vị đang ngồi là đang ngồi coi sách, đang ngồi học pháp, thì tự nhiên ở sau có người lại mà hù một cái hết hồn, thì cái cảnh đột ngột làm cho cái động lực sân nó phát sinh, cảnh làm cho mình đột ngột thình lình, thì do cái cảnh tượng mà bất ngờ ngoài cái ý kiến, ngoài dự kiến của mình làm cho cái lộ động tóc sân nó sanh. Chẳng hạn như người tu thiền ha, người đang tu thiền hành thiền, hít vô thở ra này, niệm thở vô, tự nhiên thấy ánh sáng phát rực rỡ quán hồn, thấy tự nhiên xung quanh người mình phát hiện ánh sáng hào quang rồi kia, mà cảm thấy giật mình hoảng sợ, cảm đảm trong vấn đề đó, thì lúc đó động lực sanh nó sanh. Đây là do cảnh phát sanh đột ngột thình lình. Đó là cái vấn đề mà thứ hai, để chúng ta thấy cái cảnh mà nó phát sinh có cái động lực sân là như vậy, cảnh rất lớn, cảnh rất tốt làm cho cái động lực sân nó phát sinh. Chẳng hạn như bây giờ mình đang đi đường thì tự nhiên có một cái gì đó rớt xuống ngay trước mặt mình, đùng một cái cảnh rớt quá lớn, làm cho mình hoảng hồn, thì nó làm cho cái lộ động lực sân nó phát sinh. Đó là vấn đề mà chúng ta phát sinh cảnh đột ngột thình lình. Bây giờ nắm được không? Alo. Được chưa? Rồi ha, rồi qua tiếp số 3 là do tưởng hoang vu. Do tưởng hoang vu. Là do cái tưởng tượng của mình á, tưởng tượng hoang vu của mình, giống như một người mà đi lạc vô trong rừng, giống như mình đi lạc vô rừng ban đêm, cái tự nhiên mình nghe cái tiếng hát xa xa, nghe tiếng hát vọng lại cái mình nghe mình cũng là một kinh hoàng, mình tưởng tượng là ma, ma tới ma hát yêu quái vậy nha, thì do cái tưởng tượng mình quá rõ quá mạnh, quán hồn cái tâm mình động lực sân sợ ma. Thì cái cảnh mà trong trong rừng mà lạc thì cái tưởng mình mạnh quá, cái cảnh quá mạnh nó làm cho động lực sân nó sanh, thì đó là do tưởng hoang vu làm cho động lực nó sanh, sân nó sanh. Thì khi mà mình có những cái sự tưởng tượng hoang vu như vậy đó, thì cũng dễ bị đứt gân máu lắm nha quý vị. Tâm tâm sân sanh đứt gân máu chết luôn, có nhiều người điếng xỉu luôn là do tưởng hoang vu. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Rồi, đây do điên đảo tưởng chi phối. Do điên đảo tưởng chi phối. Do điên tưởng chi phối. Tức là mình cứ có người có cái tánh mà rất là dễ sân, khó chịu trước cảnh mà tốt đẹp của người khác. Ví dụ chẳng hạn như giờ cô Hà thấy cái cô kia đẹp hơn mình, cái tự nhiên mình nổi tâm sân lên, khó chịu trước cảnh đẹp của người khác, cái tâm sân nổi quá mạnh nó làm cho cái lộ tâm động lực nó sân. Hoặc là cô Châu thấy khó chịu trước cảnh giàu sang của người khác, thấy các giàu huy hoàng rực rỡ đi xe hơi nhà lầu, cái khỏi tưởng tượng điên đảo, tâm mình tưởng mạnh quá làm cho lộ động tóc sân sân khởi, do điên đảo tưởng. Thì mình thấy cái điên đảo tưởng này nó cũng làm cho cái tâm mình nó rơi vô trong cái trường hợp phát sinh một cái cảnh quá lớn để cho mình bực bội khó chịu nổi tâm sân lên với người đó, thì đó là do điên đảo tưởng chi phối. Vì như vậy trong cái động lực sân nó phát sinh đối với cảnh tốt, cảnh lớn thì nó có bốn cái trường hợp này: cảnh khủng hoảng, cảnh kinh hoàng, cảnh phát sinh đột ngột,
là do tử hoang vu hoặc là do điên đảo tưởng chi phối. Là những cái trường hợp này nó mới sanh, làm cho cái lộ động tập sân nó sanh khởi. Mà hai cái chót này nó là tưởng hoang vu với tưởng điên đảo này cũng là cái trường hợp mà chúng ta cần phải để ý. Nhiều khi mình cũng bị rơi vô cái trường hợp này, hay bị tưởng hoang vu, tưởng tượng, bị bạ, đi vô bóng đêm cái tâm mình tưởng, tâm mình mạnh lắm, tưởng tượng có bóng ma, tưởng tượng có cái bóng gì đó, thì không có, cái tâm mình tưởng, tưởng cái quán hồn nó sợ, không dám vô nữa. Hoặc là có nhiều người cái tâm yếu quá, nó tưởng tượng mạnh quá, nó làm có thể ngất xỉu luôn, thấy một cái gì đó, hiện tượng gì đó, thì họ tưởng tượng phát sanh sợ ma, sợ quỷ, hoặc là do cái tưởng điên đảo gì đó, thì chi phối mình đó. Mình khó chịu, mình bực, mình sân hận với những cái gì của người khác. Thì đúng rồi, có nhiều người tưởng tượng đang đi, tưởng tượng sao có người tưởng tượng có người chạy theo mình, quán hồn té xỉu luôn. Đó là do cái tưởng mình quá mạnh nó làm như vậy. Thì vậy cái động lực sân nó bắt sanh, có những cái trường hợp mà kinh khiếp như vậy, nó làm cho mình bất ngờ thành linh, làm cho mình bị như vậy. Thì như vậy khi mà những cái trường hợp này nó phát sanh vậy, mà với người tục sinh bằng tâm thọ hỷ, tâm quả thọ hỷ, thì phải có hộ kiếp khách, chứ không thể không có hộ kiếp khách, đứt bóng chết luôn. Thì như vậy, phải có hộ kiếp khách, nó làm cho quân bình, cho cái tâm mình nó được quân bình trở lại, bình thường lại, chứ không thể mà không có được. Còn nếu mà hộ tâm tục sinh bằng thọ xả thì không sao, từ mà sân nó qua xả thì nó cũng không có gì quan trọng. Còn nếu mà hỷ là mệt á, người nào tục sinh bằng tâm quan sát, tâm quả thọ hỷ là phải có hợp khách sang vô để cho nó quân bình trở lại. Đối với những cảnh mà quá lớn, quá mạnh, quá rõ, khủng khiếp thì phải có cái hộ kiếp khách. Đó là những vấn đề về cái hộ kiếp khách mà chúng ta cần được hiểu rõ như vậy. Được chưa, nắm được chưa quý vị ơi? Alo. Thì những trường hợp này mình biết á, để mình có được cái tri kiến là khi mà đụng chuyện á, mình kiểm soát được. Đụng chuyện mình kiểm soát được, không thôi chết bất tử. Ví dụ này mệt đó nha, nhiều khi gặp cái cảnh quá lớn chết bất tử là đứt bóng trong này là đi luôn, đi xuống địa ngục luôn. Thì trường hợp này mình thấy giờ mình học mình biết trước nè, mình biết rồi, khi mình có cái tri kiến rồi đó, mình có sự hiểu biết rồi đó. Thì cái đụng chuyện cái mình nhớ liền à, chuyện mình biết mình đang rơi vô cái trường hợp nào, đụng chuyện cái mình biết mình mình đang bị rơi vô cái tưởng điên đảo này. Mình biết. Hoặc là người có tu tập chánh niệm nhiều thì đụng chuyện người ta chánh niệm là lấy quân mình là kịp, còn không kịp mạnh á, nó cứ tấn công mình, cái tâm sân mà nó phát sanh mạnh quá đó, đứt mạch máu não luôn đó. Vậy có nhiều người bị những trường hợp mà quá lớn vậy đó mà chết tại chỗ luôn đó. Là rất là nguy hiểm. Cho nên khi mình biết được những cái pháp này nó là một cái chủng để cho giúp chúng ta có được cái sự mà phản kháng với lại những trường hợp này. Khi mình biết là khi mình rơi vô trường hợp, chẳng hạn như mình đang ngồi có cái gì rất âm, nổi quảng hồn, tâm sân mình nó quá mạnh, nhưng khi mình chẩn giữ là liền, mình biết cái tâm mình đang bị rơi vô cái cảnh quá lớn, mình quân bình là liền. Nó giúp cho mình rất là nhiều khi mình học được những cái pháp này. Nó có thể là nhiều khi chúng ta bị những trường hợp đó, rồi mình có cái thiền quán á, quán sát được cái trạng thái tâm luôn đó, mình đắc đạo quả luôn, không hay được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy biết pháp nó lợi hại ở cái chỗ nào, là chúng ta thấy cái sự lợi ích của cái sự biết pháp, và cho nó còn biết rồi có thể chúng ta đi đến cái điên loạn, hoặc là có thể chết luôn với những cái cảnh quá lớn như vậy. Đây là vấn đề như vậy. Đúng rồi, nếu mình có được luyện được cái tâm sở niệm lớn mạnh thì nó vượt qua dễ hơn, còn không có cũng mạnh lắm. Được chưa? Rồi, kết hai chấm. Kết hai chấm. Đối với lộ tâm cảnh rất lớn. Đối với lộ tâm cảnh rất lớn. Chỉ có một hộ kiếp vừa qua. Chỉ có một hộ kiếp vừa qua. Cùng với ba phương cách tâm lộ như trên.
cùng với ba phương cách tâm lộ như trên. À, tức là đối với lộ tâm cảnh rất lớn mình học không, thì nó chỉ có một hồi kiếp vừa qua thôi à, chứ không có hai hoặc ba hồi kiếp vừa qua, mà chỉ có một cảnh quá lớn mà, nó không cần phải hồi kiếp vừa qua nhiều à, và với ba phương cách tâm lộ như trên và mình học rồi, tâm lộ gọi là cảnh rất lớn có na cảnh, rồi tâm lộ cảnh rất lớn động lực, rồi giờ mình học cái tâm lộ cảnh rất lớn có hậu kiếp khách à, là nó có ba phương cách lộ tâm đó không? Rồi xuống dòng à, đối với lộ động tốc à, đối với tâm hậu, đối với hậu kiếp khách lộ động tốc phải là tâm sân, đối với hậu kiếp khách lộ động tốc phải là tâm sân. Lộ động tốc phải là tâm sân. Hộ kiếp khách phải là xả thọ. Xuống dòng hộ kiếp khách phải là xả thọ. Rồi, như vậy đó là cho chúng ta biết những cái chính để mình biết được. À, thì đối với cái lộ tâm mà có cái hộ kiếp khách thì động lực nó phải là tâm sân và hộ kiếp khách nó phải là xả thọ. À, chứ không thể là cái khác được, phải là xả thọ và tâm tục sinh phải là hỷ thọ à, cái để mình phải nắm nãy giờ mình học là mình biết ha. Thì như vậy hôm nay chúng ta học được cái mà à, hộ kiếp khách à, lộ trình tâm có hộ kiếp khách xen giữa động lực và hộ kiếp à, thì như vậy đó là cái vấn đề mà rất là khó chịu đối với những người học về lộ trình tâm như vậy cái này. Rất là khó hiểu, nếu mà không phân chi tiết ra như vậy á, mình thật sự là chúng ta sẽ bơi trong vấn đề này, có khó mà chúng ta nắm được à, đó là à, với cái sức cố gắng của chúng tôi phân tích để cho quý vị à, có phần nào được hiểu thêm về lộ trình tâm cách tốt đẹp như vậy ha. Nếu có gì quý vị cố gắng đọc thêm sách vở để mà mình cải tạo tri kiến mình cho nó được tốt hơn. Rồi như vậy là hôm nay mình học xong hậu kiếp cách ha. Rồi à, do phước báo hôm nay chúng ta nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Ba bồ tát ba măng ca lăng ra can tu sap ba đề bồ tát sap ba bồ tát pha ve na sa ra sap thi pha văn tu te. Ba bồ tát ba măng ca lăng ra can tu sap ba đề sap ba tham ma nu pha ve na sa ra sap thi pha văn tu te. Ba bồ tát ba măng ca lăng ra khan sắp ba đề bồ tát sắp sang khan pha ve na sa ra sa thi pha văn tu te. Nam mô thầy ạ, nam mô tham ạ, nam mô sang khai ạ. Rồi hôm nay chúng ta hoàn mãn được một cái lộ ngũ môn cảnh rất lớn đã hoàn tất. Tuần sau chúng ta sẽ đi vào lộ ngũ môn cảnh lớn, tức là cảnh lớn thôi, nhỏ bớt lại ha. Rồi xin mời MC lên đọc kinh hồi hướng phước báo. Bà Thi Đà Na Ga Nhà Đề Quá Ta Sang Ti Quý Hà Ra Hoà Si Nì Thu Pê Ca Rê Bồ Thi Ca Rê Ta Hình Ta Hình Ta tham ma đà nghệ na pha văn tu bù chi ta so thuyền cao đề tha vi hà đa mạn ta lệ thề ra cha mắt mắt cha na ba ca cha đi ca wo ta ra mi ca đà na pa thi u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga cha ít sa ra sapa na phu ta su phi ta pa wa tu te cha la bu cha ye di cha an ta sam pa wa sam se da cha ta a ta wo pa pa thi ca ni ya ni ca tham ma wa la a ti cha te sap de bi du khat sa ca ro tu san ca ya à tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bút ra là
san khổ hồ tu sa mắc khổ quá át thà giá cha hi tà giá cha tham hệ rắc ca tu sát tham mồ sát bề bi tham ma cha ri nô quyết thiền sam bà bu này già ma tham ma ri yết ba huệ đi tề dạng kiến chi khu sa la cầm ma cấp tập bằng khi đi dạng ma ma khà về na hòa cha ma na sa ti đa se su ga tạng ca tạng về sát ta san ni nô át thi về cha sát ta san ni nô ca tạng bồn nhã pha lằng mê hằng sắc đề và ghi pha hoàn tu đề về tăng ca tăng su quy đi tăng định năng bồn nhã pha lằng ma già về cha tát tha na cha na thi đề và gánh hòa huệ đa dụng sắp đề độ cam khi về sát ta chi hoàn ta hà ra hệ tu ca ma nôn nhận hộ cha năng sắp đề la phàn tu ma ma chế ta sa thi tâm đề đà a sa va ca ye va tu a na ga te i na nang lo nha đi nàng hồ tú sư kí ta hồ tú nha ta vô đi nàng hồ nha đi nàng hồ tú sư kí ta hồ tú nha ta vô đi nàng hồ nha đi nàng hồ tú sư kí ta hồ tú nha ta vô sa tu sa tu sa tu